quý vị khán giả đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Chào Ngọc Khương. Chào anh Huy. Hôm rồi, ngày lễ tình nhân em có được bạn trai tặng quà không? Em kể cho anh với quý vị khán giả đây nghe coi. Vui lắm anh Huy, bữa đó không những là Ngọc Khương nhận được rất là nhiều hoa hồng đỏ thắm nha, mà còn có cả sô-cô-la ngọt ngào nữa đó. Đã nha, nhưng mà anh cũng được tặng quà nữa đó. Ủa, quà gì vậy anh Huy? Bà xã anh tặng đó. Thì bật mí cho em cũng như quý vị khán giả được biết đi. Ngọc Hương biết sao không? Bữa đó cũng như ngày thường thôi, anh đâu có để ý đâu. Đi làm về, tự nhiên thấy, ủa, nhà mình nay cúp điện hay sao? Tối thui, trong khi nhà khác thì có điện. Wow. Bước vô cái phòng ăn, tự nhiên anh thấy một không khí thật là lãng mạn. Nến nè, vòng, rất là đẹp. Wow, bà xã của anh Huy công nhận là cũng lãng mạn thiệt đó nha. Còn bất ngờ hơn một cái nữa. Lúc đó, chị em bưng trong tay một tô bún mọc và nói với anh, hy vọng đây sẽ là một trong những món ngon mỗi ngày cho anh. Trời ơi, công nhận là anh Huy sướng thiệt nha. Trời ơi, em cảm động quá chừng luôn á. Tự nhiên ăn xong cái anh mới suy nghĩ ra, à tại sao mình không làm một món nào ngon ngon giống vậy để giới thiệu đến quý vị và các bạn trong chương trình Món Ngon Mỗi Ngày của mình. Wow, sáng kiến thiệt đó. Món gì mà em thấy anh Huy có vẻ háo hức, thiệt là háo hức luôn vậy. Bởi vậy hôm nay từ cái món đó anh mới chế ra một cái món rất là ngon, có tên là mọc cua. Để chế biến món này thì quý vị và các bạn cần chuẩn bị một số nguyên liệu và gia vị sau. Chúng ta cần có thịt cua, xương gà, giò sống, ngò rí, hành lá, nấm hương, tôm khô, hành tím băm, vỏ quýt khô, muối hột, nấm mèo, cà rốt, nước mắm, tiêu, muối và một gia vị nữa. Đó chính là bột ngọt Ajinomoto. Trước hết là phần giò sống này, chúng ta cho giò sống qua một cái tô. Nấm mèo, sau khi chúng ta sơ chế rửa sạch, chúng ta sẽ sắc sợi nhuyễn. Anh sẽ cho vô chung luôn. Đây là nấm hương đã làm sạch hết rồi, bây giờ chúng ta chỉ cần cắt nhỏ nữa thôi. Mình cũng sắc sợi giống như là nấm mèo đúng không anh Huy? Đúng rồi, nấm hương chúng ta cũng cắt sợi luôn. Một điều lưu ý nữa, Ngọc Hương nhớ cho anh là khi luộc xong nấm hương nè. Dạ. Ngọc Hương dắt cho thật là ráo nước. Ủa, mình phải làm cho nước trong nấm hương ra hết anh Huy hả? Đúng rồi, để khi mà chúng ta trộn với giò sống thì một chút xíu nữa không có bị ra nước trong giò sống. Dạ. Để giò viên cho nó dễ. Dạ. Giò quýt, anh sẽ băm nhuyễn. Dạ, mình băm nhuyễn xong rồi mình cũng bỏ trong hỗn hợp này luôn. Đúng rồi. Chà vô luôn. Hành, anh sẽ cắt một đoạn này để riêng. Đoạn còn lại màu xanh anh sẽ sắc nhuyễn. Phần trắng của đầu hành lá chúng ta sẽ băm nhuyễn. Tiếp theo anh sẽ thêm một ít tiêu nè. Tiêu vô. Và một ít Ajinomoto. Ajinomoto. Ngọc Hương đảo đều lên cho anh. Dạ. Và cho thêm một ít hành tím băm vô cho thơm. Dạ. Thịt cua chúng ta sẽ cho qua tô. Chúng ta chỉ cần cho một ít tiêu cho thơm. Đối với cua tươi chúng ta mua về luộc sẵn thì chúng ta cho thêm một ít muối cho đậm đà. Còn một nguyên liệu nữa rất là quan trọng và làm cho món ăn có ngon hay không, đó chính là chúng ta nấu nước dùng gà. Như lúc đầu tôi có giới thiệu đến quý vị và các bạn, xương gà và tôm khô. Chúng ta sẽ trụng sơ xương gà qua nước sôi, sau đó vớt ra rửa lại bằng nước thường và nấu chung với tôm khô ra một nồi nước dùng gà khoảng 1.2 lít. Đây là nước dùng gà tôi đã nấu từ trước. Bây giờ thì mình nấu nước dùng lên ha anh Huy. Đúng rồi. Ngọc Hương mở lửa lên giùm anh đi. Thời gian này là chúng ta sẽ dò viên. Sau khi gia vị đã thấm hoàn toàn vô trong, anh sẽ dùng cua làm nhân ở chính giữa. Dạ. Đây, rồi chúng ta sẽ dò viên lại như thế này. Đây, chúng ta sẽ dò những viên mọc tròn như thế này. Anh sẽ giao nhiệm vụ tiếp theo cho Ngọc Hương nha. Cà rốt, hạt lựu anh đã luộc sẵn chín rồi. Bây giờ để làm cho món ăn thêm phần hấp dẫn, sau khi anh dò viên như thế này, Ngọc Hương sẽ đính kèm những viên cà rốt vô. Dạ. Rất dễ đúng không? Lẹ lẹ tay lên nha. Vừa kịp lúc nước sôi luôn đó anh Huy. Nước đã sôi tới rồi. Chúng ta sẽ cho từng viên mọc vô. À, anh sẽ nêm thêm một ít muối nè, Ajinomoto nè. Anh Huy ơi, trong lúc mà em thấy anh Huy nêm nếm á, em nảy ra một ý định là món này bên cạnh việc mình ăn như là một món canh với cơm thì mình cũng có thể dùng chung với bún nữa đúng không anh? Không sai vô đâu được. Ngoài việc chúng ta sử dụng mọc cua như là một món canh thì các bạn cũng có thể sử dụng bún, chúng ta ăn kèm cũng rất là hợp. Bây giờ thì mọc đã hoàn toàn nổi lên hết rồi, chúng ta cho một chút xíu nước mắm trước khi hoàn tất.
Đây, chúng ta sẽ nêm vô một ít muối hột. Mình nêm muối hột để cho tăng thêm hương vị của món ăn hả anh Huy? Đúng rồi. Anh Huy ơi, bây giờ em nghĩ là mình múc ra chén được rồi đó, đúng không anh Huy? Đây, đây chúng ta sẽ múc ra chén. Cho vô một càng cua, một ít hành lá, ngà rí nữa. Ngà rí nữa. Như vậy là món ăn của chúng ta đã hoàn tất. Bây giờ thì em thử đúng không? Wow, nóng hổi, vừa thổi vừa ăn luôn. Nước dùng rất là đậm đà đó anh Huy. Không biết mọc cua anh nấu có ngon không nữa. Thì em ăn thử miếng mới đánh giá được chứ. Phải công nhận là anh Huy nấu ăn ngon thiệt đó nha. Mọc cua thì giòn giòn, dai dai, nước dùng thì ngọt thanh. Rất là thích hợp cho quý vị và các bạn trổ tài để có thể chiêu đãi cho những người thân yêu của mình. Chúc quý vị sẽ thành công và ngon miệng. Hãy đừng quên đóng góp ý kiến cho chương trình Món Ngon Mỗi Ngày để chương trình mãi là người bạn đồng hành của quý vị và các bạn. Vẫn có hai cách thức quen thuộc, quý vị hãy gọi điện thoại đến trung tâm tư vấn khách hàng của công ty Ajinomoto 061-882-6188 hay gửi thư về hộp thư 276 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn. Còn bây giờ xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.